Theo bảng xếp hạng Wibometric, một bảng xếp hạng học thuật các trường đại học lớn nhất thế giới, được thực hiện bởi Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha từ năm 2004, nhiều trường đại học của Việt Nam đã bị tụt hạng ở khu vực và trên thế giới. Trong đó có cả những trường từng lọt top 100 khu vực Đông Nam Á cũng đều xuất hiện ở những vị trí thấp hơn rất nhiều. Trong bảng xếp hạng vừa được công bố vào tháng 1 năm 2017, thì hầu hết các trường đại học của Việt Nam đều bị tụt hạng. Cụ thể, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tuy vẫn dẫn đầu các trường đại học trong nước, nhưng đã tụt tới 411 hạng trong khu vực Đông Nam Á, từ 29 xuống vị trí 440 và 233 bậc tại bảng xếp hạng thế giới. Bên cạnh đó, thì các cơ sở đào tạo nằm trong top 10 trường đại học Việt Nam, song vị trí trong bảng xếp hạng khu vực cũng bị tụt khá nhiều, như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ giảm một bậc ở Việt Nam, song đã tụt tới 54 bậc trên thế giới. Được biết, một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tụt giảm này là do các trường đại học của Việt Nam chưa tiếp cận chuẩn dữ liệu như Google Scholar, nơi lưu giữ dữ liệu các bài báo, luận văn luận án, ấn phẩm khoa học cùng các trích dẫn. Hay nói cách khác thì sự dậm chân tại chỗ, ít có xu hướng đổi mới trong giáo dục là nguyên nhân dẫn đến sự tụt hạng so với kỳ xếp hạng vào tháng 7 năm 2016.